Mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung những năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Dạ đây cô bác anh chị sẽ nhìn dùm thời trang cái thời gian thực hành trước nha, thời gian thực hiện ở bên dưới góc bên dưới đây ạ. Nếu trong gia đình có những bé nhỏ 8 tuổi thì có thể học được với điều kiện là cả ba và mẹ cùng học thì bé 8 tuổi có thể học được. Từ 8 đến 12 tuổi sẽ thực hành là 2 phút 30 giây. Từ 13 đến 18 tuổi là 3 phút 30 giây. Và trên 18 tuổi sẽ là 5 phút 30 giây. Rồi cô bác chị bấm thời gian nha. Ví dụ là người lớn 5 phút 30 giây bấm thời gian xong, cô bác chị sẽ mở mắt thực hành. Nhớ giùm thì trang này phần lưu ý rất là rõ là khi thực hành cần mở mắt giữ mình ở trạng thái tỉnh thức điều phối năng lượng. Bước 1, cô bác chị sẽ đọc nhẩm một lần nha, đọc thầm, nhẩm thầm một lần thôi. Nhận energy chống đồng văn tần lớp 1, kích hoạt tế bào não. Đọc chậm lại, nó một cái câu đọc này kéo dài tầm khoảng 5 giây. Bước 2, cô bác anh chị sẽ hình dung nhận năng lượng vào não bộ. Và mỗi lần mình vừa nhận và vừa hình dung sẽ kéo dài từ 3 đến 5 giây một lần. Đọc nhẩm ở trong đầu là nhận lần 1. Giống hồi nãy Thùy Trang đọc, cô bác chị có thể đọc chậm hơn chút. Nãy Thùy Trang đọc chắc tầm khoảng 3 giây. Rồi nhận lần 2 và nhận lần 3. Cái câu nào có chữ hình dung này nè, bước này nè, không có cần đọc đâu. Cô bác chị chỉ cần tưởng tượng là năng lượng vào trong cái phần trán của mình á. Xong đến bước 3, hình dung gửi năng lượng từ não bộ vào trung tâm tiếp thu năng lượng. Dạ, từ não bộ đây ạ. Nha, bước 2 là đây xong rồi, bước 3 là từ não bộ vào trung tâm tiếp thu năng lượng. Trung tâm tiếp thu năng lượng là một cái vùng lớn ở đằng sau phần gáy của mình, nó nối giữa phần xương cổ với lại phần xương sống lưng. Thì cô bác anh chị sẽ hình dung gửi năng lượng vào đây và khi vừa gửi và vừa hình dung như vậy sẽ kéo dài từ 3 đến 5 giây một lần. Sẽ đọc nhẩm là gửi lần 1, gửi lần 2 và gửi lần 3. Nha, sẽ đọc nhẩm cái chữ nhận ở trên bước 2 và gửi ở bước 3 thôi. Còn cái chữ hình dung là mình chỉ tưởng tượng ra thôi, không cần đọc. Và sang bước 4 cũng vậy, các bác anh chị không cần đọc. Và sau khi gửi năng lượng ở trung tâm tiếp thu năng lượng rồi thì ở phần này của mình đã sáng lên rồi, giống như hồi nãy chú Phúc có cầm cái điện thoại ví dụ đó. Thì khi đó các bác anh chị sẽ chịu tiếp tục hình dung, tập trung hỗ trợ năng lượng vào trung tâm tiếp thu năng lượng và giữ cái sự ấm áp như vậy cho đến khi chuông báo hết giờ. Nghĩa là còn khoảng gần 5 phút còn lại thì cô anh chị sẽ làm ở bước 4 này nha. Chứ không có đọc đến bước 4 xong rồi quay lại đọc bước 1, bước 2, bước 3 không ạ. Không có, chỉ đọc một lần thôi. Các bước này mình đọc qua một lần. Và đến bước 4 là chỉ duy trì cái sự ấm áp của năng lượng ở tại trung tâm tiếp thu năng lượng cho đến khi hết giờ thôi. Rồi bây giờ thời gian 5 phút 30 giây thì Trang đọc cái công thức đó cho anh chị em nha. Dạ. Khi con rồi. Đọc, cô bác anh chị đọc nhẩm theo con nha, con sẽ đọc rất là chậm. Dạ rồi. Rồi chúng ta bắt đầu. Dạ. Đọc nhẩm, nhận NLG chống đồng băng tầng lớp 1, kích hoạt tế bào não. Bước 2, hình dung nhận năng lượng vào não bộ 3 lần. Đọc nhẩm, nhận lần 1, nhận lần 2, nhận lần 3. Bước 3, hình dung gửi năng lượng từ não bộ vào trung tâm tiếp thu năng lượng 3 lần. Đọc nhẩm, gửi lần 1, gửi lần 2, gửi lần 3. Bước 4, không cần đọc nhẩm, chỉ cần tiếp tục hình dung tập trung hỗ trợ năng lượng vào trung tâm tiếp thu năng lượng để sự ấm áp của năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chuông báo chấm dứt.
Dạ hết giờ.